Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục một con game mới. Game này có tên là Insurrect. Đây, để tôi mở trang template nó lên. Game này cũng là một con game chủ đề mà thế giới mở sinh tồn, kết hợp với anh em có thể đi khám phá rất là nhiều nơi, học những cái nguyên liệu mới, thì sau đó mình có thể là chế được những cái vật phẩm mới, thăng cấp sức mạnh lên từ 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 từ. Thì cơ bản con này nó giống như con Valheim vậy đó. Nếu anh em đã từng chơi qua con Valheim thì sẽ thấy cảm giác rất là quen thuộc với con này. Còn nếu anh em chưa từng chơi Valheim á thì có thể thử qua cả hai luôn. Giá Valheim cũng rất rẻ. Con này thì mới ra mắt vào ngày hôm nay. Dev cũng gửi tôi một số cái key nên tôi cũng chơi thử nó ra làm sao. Đây. Lúc trước thì tôi đã chơi cái phiên bản mà Early Access và không. Cái phiên bản mà demo ở đợt Steam Next Fest một lần rồi. Thì bây giờ là cái bản này là cái bản mà Early Access. Mới ra mắt vào ngày hôm nay, giá cũng khá là cao, 350.000 Việt Nam đồng. Thì giá này ngang với con Fanworld á, anh em có thể cân nhắc giữa cả hai con chung hai cái thể loại. Nhưng mà con này thì bối cảnh của nó vừa có cổ lại vừa có hiện đại, vừa có ma quái nhiều hơn. Chứ còn Pokemon thì rất là tươi sáng đó. Con này nó thiên về cơ chế chiến đấu nhiều lắm nha. Mình có thể là gấp tinh bui đinh, rồi học công thức chế độ mới, rồi đi khám phá vùng đất mới, nâng cấp trang bị lên. Đây là kể về hành trình thôi. Để coi từ đầu có năng lượng có đoạn nào. Đây là kể về một cái nhân vật được sinh ra từ một cái đống lửa, gọi là bonfire vậy đó. Mình có thể đi là săn bắt thú nè, hái lượm nè, xây dựng nhà cửa sinh tồn nè. Đó, cái này là cái dù lượn con cừu. Game này thì nó tương đối nặng đó, nên cấu hình máy anh em cũng phải kha khá để chơi được. Con máy lõm của tôi thì chơi nó rất là giật luôn. Mình có thể tương tác phá hủy môi trường rồi đó nè, co-op với bạn bè đồ rất là ấm áp luôn. Bạn là sinh ra từ đống lửa, là một cái hơi cuối cùng của cái cuộc đua trên cái chặng đường sinh tồn này đó. Cái này là chủ yếu là giới thiệu về cái vương triều bị sụp đổ thôi. Mình là một trong những cái người còn sống sót lại. Nhiệm vụ của mình thì chắc là khôi phục lại cái vương quốc. Game này nó đánh mạnh vào yếu tố mà co-op survival với action nhập vai. Mình có thể co-op lên tới 16 người chơi luôn nha. Hiện tại thì tôi không biết cái server online họ có như thế nào không, chứ hôm lúc sáng nay mới ra thì người ta chơi cái server online rất là nhiều. Còn tôi thì tôi chỉ chơi offline với bạn bè thôi. Đây là những cơ chế chính của cái này. Action, hành động, combat nè. Nên đánh nhau nó cũng khá là máu lửa. Thậm chí anh em có thể bui là cung thủ, pháp sư, tăng cơ hay là sát thủ gì đủ loại hết. Tùy anh em thích thế nào. Còn cái này là xây dựng nhà cửa cũng khá là chi tiết nè nha. Đây là những bộ giáp luôn nè. Nói chung game này tuy early access nhưng tôi nghĩ là cũng khá đủ để mình chơi một thời gian rồi đó. Game thì có rất nhiều ngôn ngữ nhưng đáng tiếc là không có tiếng Việt của chúng ta. Rồi, bây giờ vô game. Tắt cái tiếng Việt. Kiên hả? Ken. Cái này là cái nhân vật tôi tạo cũng khá lâu rồi. Bây giờ chúng ta chơi lại nhân vật level 1. Nhân vật level 1. Anh em nhìn cái hình nhân vật này, tỷ lệ chiều cao nó hơi kỳ kỳ nha. Nó giống như người lùn vậy. Em này tóc vàng á, nhìn đậm chất châu Á hơn đó, giống Hàn đó. Em này sao mặt căng chét vậy? Em này da ngăm đẹp nè. Tóc gì mà chọc lóc. Rồi ok, tóc này đi. Bây giờ màu tóc màu trắng cho nó nổi. Con gái này không có gầu, rồi. Đây, tên nhân vật chúng ta. CN. Level 2, rồi chúng ta vô mà hót. Hót thì hôm bữa là gái bữa ghi á, là anh em chơi một mình. Một mình một cõi luôn. Còn hót thì anh em có thể mời bạn bè vô co-op. Còn join là anh em có thể chơi online nè. Đây là những cái server của người khác mình có thể tham gia vô nè. Đó, có server thì họ đặt, có bạn bè cái gì đó chẳng hạn, anh em có thể co-op với bạn bè. Nên bây giờ thì tôi tạo cái server mới đã. Đây, đây là cái server của tôi.
Để có gì mấy thằng đệ tôi nó vào. Ủa, lay à? Ok. Đặt mật khẩu. Rồi, bắt đầu game. Long ago, Rất a lâu về trước, wanderer một cái brought nhà an lang thang enthralling gift đã gửi to the một món people quà of từ cái vùng đất Emberia. này của những con người ở Emberia gì đó. The elixir. It Elixir was a cure, này có nghĩa là a tiên dược, nó vừa blessing, là một cái lời nguyền, vừa a một lời cầu weapon, nguyện, cũng là một cái vũ khí. once concealed by the ancients. Its might had been set free. With it came power. Game này cái tiếng nó khá lớn nha. Dân loại bây giờ đã rất là điên loạn vì cái chất mà Exilis này rồi. Xâm chiếm những vùng đất khác để thỏa mãn cái cơn khát của mình. Tiên dược và máu. Đều chảy và chảy. Nhưng mà máu chảy, máu rơi thiệt. Sâu ở phía bên dưới cái giếng này á, thì có một cái lời nguyền. Lời nguyền này nó sinh ra những cái cơn mà sương mù ấy vậy. Những cái gọi là sú khí đúng không? Sú khí này nó bao phủ một cái vương quốc của mình luôn. Đối mặt với cái sự sụp đổ á, thì nhân loại và những cái kỹ sư cổ á, xây dựng một cái lò rèn gọi là Famvon, đưa những cái người sống sót vào đó, khôi phục lại cái thế giới một lần nữa. Đó, giờ là lượt của bạn, thức tỉnh đi. Nói chung là nhân loại đam mê cái tiên dược đó nên chơi ngu. Xong rồi hẻo hết. Rồi mới xây ra cái lò rèn như thế này để những người còn sống sót có khả năng khôi phục lại. Thì chúng ta là một trong số đó. Anh em nhìn tỷ lệ nhân vật này nó lùng lùng xấu nha. Đây, xung quanh còn rất là nhiều cái kén khác. Nhưng mà chỉ có một mình chúng ta mới thức tỉnh thôi. Thì không biết trong mấy cái kén này nó vẫn có cái còn đóng nè. Độc đam hả? Thì không biết còn ai ở trong nữa không? Lửa thì cũng đã tắt gần hết rồi. Bây giờ đi ra ngoài, số 8 đúng không? Cái hình vô cực hay gì vậy? Nhấn E để mà... Rồi, nói chung là mình tìm những nơi trú ẩn tránh xa bóng tối bằng cách thắp lên những ngọn lửa như thế này. Một điểm đã được thêm vào bản đồ. Mình có thể hái mấy cái cây nữa nè. Cái này là dạng tài nguyên đó, nên thấy là anh em cứ chọn hết đi. Cái này thiết kế cũng đẹp quá ha. Cái này dạng như cái nhật ký hành trình của chúng ta vậy á. Nó là cái dạng như là cái vô này để anh em tìm hiểu thêm cốt truyện hay là khám phá cái thế giới nữa. Anh em là xuyên xuyên thì đọc. Còn tôi mù chữ tiếng Anh nên đành chịu rồi. Giờ mình đi xuống dưới. Bản này thì tương đối giống với mà cái đợt demo Steam FPS chơi lần trước. Cái gì? À, cái màu đỏ là hướng dẫn đường cho mình. Gương. Gương thì nó cho mình một cây đuốc với một cái banh ghép hồi máu. Đồ mình lấy là nó tự động xuống cái thanh tinh ba dưới luôn. Đây, cái đây cây đuốc này cũng lấy được nữa nha. Trái phải đều có đường hả? À, nó tự thắp ba cái đèn này lên cho mình luôn. Thiết kế cái này là đường ẩn là chứ không đâu chứ anh. Đó. Chẳng là cái đuốc, cái đường ẩn mà nó cho mình cái đuốc. Ở trên hình như có đường đó không? Có cái cầu thang hả? Mình có thể sử dụng cái thuốc nổ này để mà xuyên qua cái đường này. Nhấn nút số 5 phải không? Ok. Ủa có cái méo gì đâu. À chỗ này mới đúng. Trong này cũng có một cái gương luôn. Cái gương này là cái hatchet dạng như là cái vũ khí level 1 có thể 11 đam. Hiệu quả của nó là chặt cây là 50%. Xuyên thấu thì không có. Giật cùng
là 50%. Và cùng là nó tạo cảm giác mà khi mình xuyên vô mấy cái phá giáp á, thì đánh vô cơ thể á, nó sẽ tạo ra cái lực va đập nhiều hơn. Đây là chắc cái chỉ số thuộc tính của cái vũ khí này. Độc nè, lửa nè, băng nè, nguyền rủa bóng tối như là sóc đam nè, 250 độ bền. Ok, cái này vũ khí một tay thôi, ngon. Để nó vào số 3, tôi thường thường với số 3 này. Đây là những cái tài nguyên mình nhặt nhạnh được nãy giờ. Cái gì? Có một quyển sách ghi chú của ai đó, rất là dài luôn, người đọc á. Điều này tương tác cũng khá là tốt nha. Thôi đi ra thôi. Nó cho mình cái vũ khí là thế nào cũng gặp quái à? Phải đường này em ta. Ừ đúng rồi, chính giữa có cái gì đỏ đỏ kìa. Trời, cái đuốc nhấn tab để mà lóc vào cái mục tiêu trước mắt mình, nhấn shift để né. Ok, hay hết rồi. Cái con mũi, nhấn nút E để loot đồ nó, nhấn nút F thì để loot tất cả. Đây mình nhận được cái mà linh hồn gì nè, linh hồn sơ gao gì nè, được thêm một cái kiếm nữa. Ok ngon. Phá hủy được mấy cái này nha, nhưng mà đánh nó ra gỗ thôi chả nghĩa lý gì cả. Ra khỏi đường hầm này nè. Nếu mình mà chết đó, thì mình sẽ trở về cái chỗ này, thì tôi bên con là cái chỗ này nè, dạng như cái campfire hồi sinh vậy đó. Trong này là cái khu rừng á, một điểm nữa được đánh dấu đó là cái long kiếp. Ê ê ê, trời ơi, lên level giật nó mình. Trong này dạng như một cái khu rừng thôi, có cái gì khám phá trong này không? Cái tàn tích thôi, cái xe, cái xác, chắc là để trang trí là chính. Lút được cái cây trượng gì nè, ngon vậy. Lút được sợi chinh gì nữa, sợi chinh hình như là cuộn dây á. Mấy cái này gỗ, bình nước. Cái này đánh vô có một đao mà, không có gì trong đây cả. Dưới này có một cái đường. Cái gì? Trời, con chuột. Với con chuột thì mình có lông, nhưng mà thịt chuột cũng được. Giật cái mình. Game này nó như game kinh dị á. Tôi thì ghét mấy con game kinh dị lắm. Cái trên tường đó là cái gì ta? Đi có cái gương, thiết kế kéo ra được cái lọ thuốc hồi máu với cái banh ghét gì đó. Cửa mở ra ngoài thôi. Bên này, bên này nãy chỗ mình đi ra phải không? Được cái bình nước, mảnh ghi chú này, một cái đêm nghỉ ngơi thoải mái. Cuối cùng thì tôi sau cái thời gian làm việc vất vả thì đây có thịt, có thịt với nấm gỗ. Cái này giống như gương quá đâu, tương tác với cái campfire, ngồi bên cạnh nhấn nút X để cho nó thoải mái. Maximum là 160% độ thoải mái. Nói về cái độ thoải mái này á, thì chắc anh em chơi con Valheim chắc chưa biết. Khi mình xây cái căn cứ của mình mà có đầy đủ mấy cái tài nguyên vật liệu á, thì mình ngồi xuống nó sẽ cho mình một số cái boost, đó gọi là cái độ thoải mái á. Nhưng đây có cái giường nữa hả? Ngon vậy. Đặt cái thức ăn ở trên cái thanh action bar là cái thanh ở dưới.
Sau đó và chọn cái món thức ăn đó bằng chuột trái và nấu nấu. Hồi nãy mình có thịt nấm này hả? Thịt. À đây mình ghê vô. Đó, nó kêu cái xèo cái gì là chính đó. Thì nó khá giống con Van Ham luôn. Con Van Ham thì nó cũng thịt chín là anh em phải lấy ra. Anh em không lấy ra cái thịt nó là bị cháy đi đen liền. Rồi, ok. Cái này có gì không? Có cái gương bọng nữa không? Đây nào. Thời đi áp sát thì tôi nhớ đúng là có cái gương đó thiệt. Gỗ, gồm gỗ luôn, tí đỡ phải xây nhà. Đội trưởng, chuyến hành trình của đội trưởng ngày 1. Lấy được cái túi nước. Rút được quyển sách cũ luôn đó hả? Cái này rút được không? Mình phá hủy được môi trường nhưng mà này để gì? Rút. Sẽ lấy nằm quả giếng nói. Phá luôn, đập luôn. Đập ba cái này thì nó ra sắt. À, đập mấy cái giường sắt nó sẽ cho mình là sắt. Cái này là ghế gỗ bỏ đi. Mấy cái túi nước này nó rải rác nằm khắp nơi làm gì ta? Cái gì đây? Cái kiếm này không lấy được. Không làm gì nó được hết trơn. Chỉ chém gãy nó thôi. Này có bức tượng. Cái này chắc là cái khu trại lính quân sự á. Từ sau này nhân loại nó thất thủ rồi nên chả còn ai sống sót cả. Cái bao có cái giếng nước gì kìa, với cái gì mà tím tím đây. Trời, cái giếng này mà sao có nước được. Anh em đặt cái áp xếp lên thì cái đống cỏ này cũng phải bỏ chứ. Ủa nước lấy hoài gì luôn được đó hả? Số 1 gần 20 nước rồi nè. Mình sẽ tăng thêm được 10 stamina nữa. Game này đi đâu cũng thấy đồ để mà loot nha. Bên này có gì? Quái rồi, quái rồi. Giật của mình. Mình ghét. Lấy được cái hai cái miếng vải của nó. Trời, con quái nó nghèo gì mà còn lọc đồ nhỏ nữa. Khu này dẫn ra ngoài thôi, mình sẽ làm một số cái nhiệm vụ gì đó chẳng hạn. Này có cái kệ gì nè, ở cái cửa hồi nãy mình mở ra rồi đi thôi. Cái điểm phía trước 90 m, cái này giống cái tổ ong quá vậy. À nếu nghe vô là lấy luôn ong thiệt. À cái cây này của mình chặt cây đúng không ta? Ồ, chặt được mà nó cùi lắm. Sói sói sói. Combo 3 hit. Game này có đỡ đòn thì cũng có cả pha ghi nữa nè. Bây giờ số 8. Bấm bắt ghét vô xài hồi máu. Nắm. Mấy cái tài nguyên này thì mình thấy được cái gì cứ nhặt cái đó đi. Cù gân, cù cơm. Cù thì chắc cho thịt với là lông. Nên cũng làm thử con này. Đây, đúng là thịt với da. Mỗi con cù mà cho da chứ không cho lông hả? Chắc là con game này nó không có khái niệm lông. Mật ong. Cái gì đổi đổi đây. À cái chỗ nhiệm vụ của mình.
Bây giờ mình phải bui một cái đền thờ ngọn lửa gì đó ở đây. Nhấn nút chi. Nhiệm vụ. Bui một cái ngọn lửa. Vị trí thì nó ở chỗ chấm than này. Rồi làm hết phốt cho bay. À, anh em trên con fan world thì chắc biết xây cái fan bút để mà làm cái khu bay của mình, thì con game này nó cũng tương tự như luôn. Gấp tinh, tất cả những cái nguyên liệu khám phá của mình á, thì nó sẽ được lưu trữ chỗ này. Mình có thể chọn nhanh theo từng cái chuyên mục, theo cái nhóm ở đây. Nước là nước nè, quặng gì nè, lửa là vũ khí nè. Mình có thể là tìm cái nguyên liệu ở chỗ này để gấp thành cái vật phẩm gì đó. Mình có thể phin nó lên. Rồi, phin nó lên. Nhấn nút cách để gấp nó, ok. Cái workbench này thiếu cuộn dây. Cuộn dây này là cái gì? Đây nè, cuộn dây nè. Cuộn dây này gấp từ mấy cái fiber, lụm những cái lá cây á, mình đang thành cuộn chỉ. Cái bát ghét thì không cần, nãy giờ lụm nhiều lắm. Búa này thì con chút hammer để xây dựng rồi. Gấp luôn cái workbench. Cây rìu. Cầm phai. Cái này thì thiếu tê win gì rồi. Nút phích. Nút phích là sắt hả? Siêu. Siêu gỗ chén đi. Cây gậy. 11 đam. Nó là vật phẩm cùng. Làm cây luôn. Cung cung thì vẫn chưa có gỗ. Gậy dí trượng gì đó. Cộng 1 mana hồi phục. 150 độ bền. Sạc 10% á. 10% quá tải. Tốc độ là 0.6. Cái áo này là nguyên một bộ. Nó có 3 cái. Chế quần ha. Bây giờ xây cái bay. Nó kêu mình xây cái bay ở đây à. Xây sao ta? À đây đây đây. Chắc để xuống dưới thành này. À đây. Nó giống như cái phanh bút luôn. Đây hả? Nhấn E để đào tạo cái ngọn lửa gì đó. Bạn thì không có đơn độc. Những cái người sinh tồn khác đang ở gần cái tàn tích cổ này. Tìm thấy họ và bắt đầu cái chuyến hành trình kế tiếp của mình. Mình đi tìm người hả? À đây, đây thì giống như anh em nâng cái fanbook mình gì đó. Lắp gắn cái này lên thì cái diện tích nó sẽ tăng lên gấp đôi. Cái sụt co này, phải có một cái sụt co. Cái này là tăng sức mạnh ngọn lửa. Anh ta action cap là cái gì ta, từ 2 lên 4 rồi. Kỹ năng của nhân vật tăng thêm một thời gian mà scroll này 5 phút lên 6 phút. Đây là những cái nguyên liệu cần thiết. Rồi ok. Con mắt da nấm ghi xin gì đó. Reset kill phone thì cần 50 cái đồng tiền. Cái này là quỷ cái ngọn lửa đó. Rồi. Chắc cái ổ này thì mình sẽ xây được nhà. Xây nhà thì mình có cây búa hồi nãy nó equip. Xong cái này để ở đây. Cây kiếm mình sắp hư nè. Cây kiếm này cũng khá là cùi nhưng mà nó chặt thì nhanh, nó đâm xuyên cũng tốt. Cây này cùng thôi. Cây này cây chặt gỗ. Cái bàn này, cái bàn đây. Cái bàn này chắc để như thế này. Cái quần mình mới chế nè. Em whip vô. Cái quần này nó lành lặn hơn nhưng mà nó toàn không 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 à. Đúng cùi luôn. Cục đá, cái nguyên liệu, vật liệu mới. Cây búa, cây búa. Cầm cái búa lên, nhấn nút tab để giờ vào cái chế độ bui đinh. Mình sẽ chọn vật liệu bui là ở cái khung dưới này, ok. Chọn cái vật liệu mà mình muốn xây dựng là bên phải. Ok. Mở cái sub menu, những cái thanh mà chuyên mục ở đây bằng nút Alt+Left. Alt+Left đây. Mình có cái khối là 1x thì nó nhỏ xíu như thế này. Cái khối 2x thì nó bự ra như thế này. Khối 4x thì nó bự như thế này. Thiếu nguyên vật liệu, mình có thể gáp những cái lốc ở cái bàn workbench. Tức là mình phải tạo nguyên vật liệu trước, như là tạo mấy cục đá, mấy cục gỗ gì đó. Rồi ok. Cái bàn workbench số 3. Đặt tại cái đây. E, e. Đây 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 đây. Cái này cái cục gỗ. Còn cái này thì cái nó cục đá. Gắp cục gỗ đây. Rồi hết.
Sau đó là chọn lại cái cây búa này, nhấn nút tab ở đây. 1800 xây một cái lốc này tốn 256. Rồi nó góp FPS kìa. Hiện tại mình xây bao nhiêu đây thôi, không cần nhiều quá. Xong rồi chọn cái số 3. Số 3 là dạng cái khung cửa à. Số 2 là cái vách tường. Vách tường này thì nó hết rồi, nó cần 64 khúc gỗ nữa. Để tôi đi chặt thêm mới nữa. Vậy tính ra mình cần khá nhiều gỗ nha. Hay là mình xây đá luôn ta. Con gì kìa, con gì kìa. Game này thực ra là cái đồ họa nó không có đẹp lắm, nó chỉ ở mức nhìn tạm ổn thôi. Con dê, nó kêu như con dê vậy, khá thể lực. Bạn ơi, đứng nói chuyện tí ơi. Chạy cái gì mà chạy. Rồi nói chuyện thì không nói. Food này có chất độc là trừ 75 stamina. Chắc là phải nấu nữa, cái này là thịt tươi sống thôi. Còn cái này nguyên vật liệu. Số 2, chặt cây. Nghe chứ, quên bấm F hoài à. Chơi con fan world gì đó. Cái gì? Cái này là cái gì? Đom đóm hả? Đom đóm, mình có thể chế được cái đèn đom đóm ở cái hoàng bút pen. À, nó giống như con mà Van Hem vậy đó. Khi mà anh em nhặt được cái nguyên liệu nào mới á, thì nó sẽ tự đưa vô cho mình là cái công thức để chế tạo được những cái gì từ cái nguyên liệu đó luôn. Nên mình đi khám phá mà càng nhiều nguyên liệu mới á, thì mình sẽ càng mạnh hơn, chế được những cái đồ xịn sò hơn. Mấy cục đá này là lụm hết á. Tí nữa tôi chế cái phích ai để đi đào đá nữa. Trời lạnh này, nó báo mình trời lạnh này, uống miếng nước. Uống miếng nước nó có boost cho mình. Hồi máu hả? Hồi máu. Chế nho. Tiếp tục xây nhà. Cái workbench của mình đâu rồi ta? Đây. Tiếp tục. Tôi sẽ đặt nó lại vào trong nhà mình. B. Để cái này xuống. Số 7. Đây. Nhấn ít để sử dụng cái xà nắp. Không. Như thế này thì nó không ngay cho lắm. Ủa đâu ta? Đây. Như thế này nó hơi dính vô tường ha. Nhưng mà kệ nó đi. Bây giờ xây tiếp những cái lốc. Cái lốc gỗ. Mình cần quật hết đi. Suy nghĩ cái gì không biết nữa. Cái này cái lò lửa. Cái lò lửa này nó sẽ cộng hai cái mà thoải mái cho mình về cái nhiệt độ. Ok. Cây nến cộng hai thoải mái luôn. Nhưng mà thiếu sạch chinh. Cua sền gì cộng 10 quốc bên gì cơ. Manu gấp binh. Chinh nè. Chinh của chúng ta nè. Bích này này mình chưa có nữa phải không. Gấp luôn để đào đá. Siêu lúp cây cung. Cung người vẫn thiếu gỗ à. Quần áo. Quần áo chưa chế được. Thiếu vải. Cái bàn này cộng 1. Thoải mái. Quất. Không còn chỗ trống trong ba lô. Trời ơi. Cái bàn thì chắc đặt đây. Ngay cửa sổ.
bây giờ ba lô chưa dưới danh phui rồi, cái này để đây, nó lựu đạn campfire á, campfire xây luôn đi, nhấn T để sắp xếp cái ba lô. Ok, cái quần này không không, nhấn delete để xóa luôn, F1 để hiện hướng dẫn. Mình có thể đặt những cái thanh action bar chỗ này, có hai cái thanh action bar mình có thể thay đổi qua bằng nước underlay. Ok, cây này cây đập đá, cây này cây chặt gỗ, đuốc hơi nhiều sắt. Mấy cuốn sách cũ này là cái gì ta, này vật liệu thôi. Bây giờ đặt cái lò, cái mặt nào trời, đây đây đây, đặt ngay đây luôn ha, nó hơi dính vô tường nhưng mà kệ đi, nó đẹp là được. Bây giờ mình xây tiếp cái bức chắp là số 8, sau đó nhấn nút tab chọn cái bức tường, tường này cửa sổ luôn đi. Số 3, tường có cửa sổ. Sau đó nhấn nút tab. Không không, như thế này mình cần cái trần không ta? Xây cái gương đồ cái đã. Cái bàn nó dính vô cái tường rồi, không được rồi. Như thế này đi, nó cũng hơi dính vô cái tường nhưng mà tiết kiệm tí diện tích cũng được. Bây giờ cái ghế cộng 1, cái thoải mái quất luôn. Cái bàn này rồi phải không, cái giường thì chưa đủ nè, cái giường thiếu fiber với mà vải. Cái ghế dài này thiếu nhựa, cái nến có rồi, xây cái cửa. Cửa này cửa sắt ha, không xây cửa gỗ thôi. Cửa sổ, đĩa ăn, hàng rào, mấy cái này thì dạng decor rồi, nó không có ý nghĩa gì cả nên xây nó tốn thôi. Cái này công trình xây dựng để mình có thể leo lên những vị trí cao hơn, vô dụng. Builder nè, cái dù lượn hả, mình có thể bay một cách là nhanh chóng trên cái này, nhấn và giữ nút cấp trong khi mình đang ở trên không để mở cái dù lượn này, sử dụng cái cuốn theo cơn gió và cái trọng lượng của nó. Rồi cái này quan trọng, mình thiếu cái gỗ mà nguyên của nó, thứ nhất cái bàn nữa, cái giường nữa, cái ghế chế rồi. Gấp bên hốc này thì cần sắt chinh, nhưng mà cái này chắc phải đi khám phá, cái này sờ chinh với tây win à, phải chế mấy cái gương đó, hình như là cái này đâu phải không, không cái này fiber đó, tây win nè, tây win là mấy thanh gỗ nhỏ nhỏ mình chặt cây nó ra không ta. Không, mình chặt cây nó chỉ ra gỗ thôi nên phải đi lấy mấy cái cây này, nó khổ vậy đó. Có cách nào farm nhanh hơn không ta? Cụ gần cụ cơ thì lẻ quá à, cũng phải lực. Cái gì bên đó có mấy thằng lâu la kìa phải không? Ta ghi liền. Game này có pha ghi nữa nha. Nào. Rồi hụt rồi. Làm lại. Hơi khó, già già như tôi thì chơi mấy con game mà phản xạ như thế này khó lắm. Còn nào nữa không, ra hết đây đi mấy bạn.
Kìa, có thằng đang đứng rồi phải không? Chơi không? Solo 1-1. Trời, nó góp FPS. Anh em thông cảm, con máy tôi nó cùi lắm. Mấy cái cây này mình không tương tác được. Trong này không có cái gương hay là cái gì nữa ta. À, anh em đi vô cái vùng mà sương mù á. Ê, trời, giật cái mình. Anh em đi vô cái vùng sương mù, anh em nhìn ở phía trên á. Nó có mà cái thanh ống 5 phút á. Láo, tôi không biết hết 5 phút đó là mình sẽ bị nguyền rủa hay là bị cái gì nữa. Cái gì? Trời ơi, cái trứng nó nổ. Ở trong này chỉ có nhiêu đây thôi đó. Có cái cửa nữa nè. Đi cái gương đó. Rồi nó cho một số cái mũi tên gỗ, 15 mũi tên gỗ 6 đam. Ba lô mình đầy rồi. Mình ăn cái thịt nướng hả? Ăn cái số 4 uống miếng nước. Cái số 2 là gì? Campfire hả? Không không không, thôi chết rồi, nó đặt đây luôn rồi. Thôi lỡ nướng thịt đi. Số 6. Này thịt sói. Số 8. Còn có 1 phút nữa à? 1 phút nữa là cái gì xảy ra? Thôi 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 thôi. Lẻ giọt. Giọt 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 giọt. Cái đuốc của tôi. Còn có 48 nè, lia nào không kìa. Hướng nào, hướng nào? Hướng nhà mình sau lưng. Rồi rồi rồi, thoát rồi. Sợ vãi đái. Mình thì đào bằng cái này được không ta? À, nó có cái dùng. Nhớ rồi. Gúp bồ là ba cái quặng bụng á. Ba cái bụng quặng á. Không có đá hả? Đây có đường đi đâu vậy? Từ 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 từ. Bắn lên trên cái cây để nó rớt ba cái tổ ong xuống, nên cẩn thận á, vì ong nó sẽ theo mình. Mèo bắn không đi đụng tay gì đó là sao? Tôi về nhà xây nhà anh em ơi. Nhà mình đây, cái bãi xuống khí đó kế bên nhà mình luôn. Game này đồ họa nó không được đẹp cho lắm, chỉ nhìn nó mức tương đối cơ bản thôi. Số 8 mình chọn nút tab, không xây số 4 là cái cửa chính của mình, xây thêm một số tấm nền nữa đi. Rồi ok, xây thêm mà cái trần nhà không ta, nhà mình bé tẹo à, nhưng mà trước sau thì cũng phải xây thôi. Số 7
Rồi nó gắt, nó lát. Rồi gì được rồi, tạm ổn rồi. Cái độ thư giãn thoải mái trong cái phòng của mình là đang level 5. Nãy mình có chế thêm một số cái ghế nữa. Ghế đây, cái cửa đây, giá sách đây, tab. Ủa không phải, Internet. Số 8. Cái gì vậy? Số 8 là vật liệu hả? Số 7. Ok, cái cửa. Số 6. Cái ghế. Rồi mình còn nãy có cây nến gì nữa phải không? Cái này là gì? Thôi chế cái gương để đồ đó. Cái gương để đồ của mình chế được cái giường nè. Ok. Cái này chưa có nhựa để chế được. Cái đuốc, đuốc thì quá nhiều rồi không cần chế đâu. Cái cung chế luôn. Ủa rồi cái cái kho để đồ đây thiếu 3 sợi chỉ với 1 tia win. Rồi ok, 3 sợi chỉ. Số 7 để cái giường đâu đã. Ok. Đi nhổ vài cái cây nó mới được. Sao mà không có cái đó ta? Thiếu ba cái gỗ vụn vụn quá. Cái này nó cho fiber không mà. Nè, mấy cái gỗ vụn nè. Chắc đủ rồi đó. Nhấn Enter số 8. Nút tab. Để quỷ thì mình nhấn chuột phải hả? Ok. Số 8. Có cái cột trụ nữa nè, xây thêm một số cái nền không. Số 6. Anh em mà xây nhà giống con Van Ham thì không có cột trụ là nó sập luôn á. Rồi bây giờ xong cái này rồi, chúng ta xây cái kho. Chưa đủ nữa, sợi chinh. Sợi chinh thì nó cũng dây đây, ba cái. Gáp cái kho, ok. Cái kho của mình. Nút B. Đây, nó nằm ở đây luôn rồi. Số 6. Nhấn nút E. Rồi bây giờ mình cất đồ nhanh đó thì Shift G. Nhấn G để cất tất cả, ok luôn. Cây cung này thì không cất nè. Cây đuốc cũng phải cần nữa nè. Máu thì tí nữa tôi sẽ đi khám phá, cộng 200 máu hả? Chưa cần. Này cất vô. Đuốc thì nhiều quá rồi đó nha. Tôi thấy nhiều đuốc dữ lắm rồi đó. Ta là dầu, nhớ rồi. Lông đuôi xương gì là fiber gì nè. Mũi tên thì phải giữ rồi nè. Cái nấm này có một cái lấy ra đi. Khoan. Nấm này là cộng 1 trí tuệ 10 phút, cộng 2 trí tuệ 20 phút. Cái nấm này nướng rồi, nấm này chưa nướng. Thấy nấm thì nó cũng méo ngon nghẻ gì mấy, cộng điểm trí tuệ. Cái bàn ghế này phải đem theo. Cái cuốn sách này bỏ đây đi. Bàn ghế này để tí hồi máu ở đây. Còn xương mật ong da, cái ba lô này nó nhỏ quá à. Thiệt luôn. Đá để ngoài đi. Vải. Gỗ này cũng không cần bỏ vô, xương thì chắc phải bỏ vô đó. Dưới này là đồ ăn hả? Để mình nắm theo. Mình cất cái xương này vô. Mật ong cũng để ngoài này luôn. Cái bồ này dục vô đây. Rồi
Mấy cái đồ cùi cùi thì hết chỗ để rồi. Nhấn nút T để cất cái ba lô mình, nhấn nút G để sort ba lô bên đây. Bây giờ cái cung, cái weapon, cái này weapon không? Không. Cái nhân vật của mình ở đây. Chưa có trang bị gì cả, 11 kháng vật lý, 11 kháng phép là nó mới có mỗi cái quần này thôi. Cái cung của mình 8 đam. Cái kiên này đỡ 2. Ba lô gậy phép gì chưa có cái gì hết. Chỉ số status. Một nước thì nó cộng một độ bền, hai stamina, cây nấm một thông minh. Anh em đợi tí tôi nướng hết mấy cây nấm đã. Cái này nướng được luôn. Chín 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 đó, cái này nướng cũng nhanh nhưng mà có quick time event đầu thì nó vui vui thôi. Ngon. Anh em ăn nấm không? Nấm núm rồi, ok nướng hết rồi. Bây giờ con này thì không lấy đồ được nha, nên mình phải mang đồ trong người nó mới tính, không lấy đồ người trong gương ra được. Mình có vũ khí này rồi hết rồi, bắt đầu đi khám phá thôi nha. Có máu này, có lựu đạn nè, máu thì không cần. Uống miếng nước, ăn miếng nấm. Thịt đùi là số 5. Ăn thịt đùi thì nó hồi rất nhiều máu cho mình luôn. Ăn trái nho nữa. Nhiệm vụ tiếp theo của mình là đi thẳng về cái phía đây đây đây, thẳng về phía này. Nhiệm vụ là tìm những cái người ngủ đông khác còn ở đây. 150 F. Thế giới đã bị tan biến rồi, nhưng vẫn còn những cái người ngủ đông giống như mình. Workshop, workbench, kêu lê là cái này nè. Mình đang rất là cần gấp cái này luôn. Thiếu là cái nguyên liệu đầu tiên là cái gỗ này á, nên bây giờ chúng ta lấy cái gỗ đó. Gỗ đó thì nó thường nằm trong mấy cái vùng sương mù như thế này, nhưng mà mình cứ đi cái hướng trên này đi. Ok, internet số 3. Một mấy cái cây này khó kiếm lắm. Con dê gần, con dê gần. Thử cây cung này, cây cung là chữ quy, nó nhảy quá anh em ơi. À, game này có nút control để di chuyển chậm. Quy chí mạng ngon. Đây có một cái túp lều lý tưởng. Cái gì đây? Nãy đập cái giường là nó cho mình sắt. Đây 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 này. Rồi, à, 4 sắt. Bên này là cái gì? Một cái ghi chú. Ngày thứ sáu của cái đội trưởng chuyến hành trình này. Rồi. Lại tiếp tục là những cái mũi tên. Đập cái giường này luôn. Hai sắt nữa. Hai gỗ. Có một cái đường đi xuống, một cái đường đi lên. Bạn thì không thể dùng cái gốc pin hóc ở đây à? Tìm cái đường đi qua cái khu bên bển, đi xuyên xuống cái mà in gate đó. Nếu đi đó thì sao? Đây có cái dàn giáo rồi nữa nè. Thể lực mình hơi thấp nha. Khù kìa.
Ê, nó góp, nó góp. Cụ này hai da chứ không có thịt luôn hả? Này gì? Luôn một đống cái sắt luôn. Có một sắt là giống một đống vậy. Sếp đứa nó góp dữ gì nữa. Bạn cần phải có một cái hấp, cái gấp binh hốc để đi qua cái chỗ này. Có cái gương rồi, hai cái banh ghép chả nghĩa lý gì luôn. Cái này là gỗ không à. Ba lô của mình ghép tinh, cái quần nãy ghép rồi, đôi giày thì thiếu cái mà vải này, cái áo thì thiếu sợi chỉ với vải luôn. Sợi chỉ thì đây. Vậy là mình chỉ có thể đi cái đường xuống cái dốc lên đó thôi. Này cũng lấy được nữa không? Có cái gì đỏ đỏ đó kìa. Ok, vô thử rồi. Ở bên này là cái vách núi. Rồi ngày mấy chục luôn rồi. Banh ghét chỉ là nó có khi nó cho mình đánh boss thì là cái gì rồi đó, mới cho cái bát ghét liên tục nè. Đây là vô cái khu vực sương mù này nè, nên chắc đi nhanh về lại. Vô đây là mình chủ yếu là chặt gỗ. Này phải gỗ không? Anh em thấy ở cái góc mà gỗ Insurgent 0.8 đó là những cái gỗ nó sẽ mọc trong này. Không, nhận được cái hộp gì nè. Rồi quái nó kêu thấy ghê quá à. Cái này cái gì đây? Hình như là cái súng khí rồi phải. Rồi rồi. Ê, 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 giật cái mình. Đi được cái nhẫn gì kìa. Đeo lên đeo. Cái này đeo được không? Ủa không, cái này chỉ chia ra thôi. À, đi vô trong cái số khí này, bấm vô cái đó nó sẽ hồi lại cái thời gian. Giường này giường gỗ chứ không phải giường sắt phải không? Giường gỗ thì tôi không phá đâu. Bên này cũng chả có cái méo gì cả. Có cuộn chỉ nè. Mình còn 4 phút. Gỗ chặt gỗ, phải lấy đủ 8 gỗ đó để về chế cái dù lượng. Ê, 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 ê. Sao gỗ rồi, tôi mới thấy nào đi ngang đây đây nào. Đơn giản. Gỗ 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 gỗ. Cái này là mấy cái hộp á. Bandage số 3, ăn trái nho cho nó hồi máu đã. Nhiêu đây đủ chưa ta? Đủ rồi thì tôi về à.
về chế cái dù lượng đi, rồi mình làm cái gì nữa thì làm. Hay là mình chế đây luôn được không ta? Trời cái đuốc. Chế cái dù ở đây thì nhấn B. Gấp tinh. Nhấn cái bàn một bên. Nhấn cái này B. Ba lô bỏ nó xuống chỗ cái đuốc. Số 7. Ủa không, ăn lộn mật ong mày. Trời ơi. Không được. Vậy là phải về nhà mới lắp được cái đó. Vậy thôi. Giờ mình cất đồ đi, đi tiếp. Chỗ nào vậy? Bên này. Này lấy gì? Rồi đom đóm. Đúng đúng. Nhà ai mà đẹp gì nè. Chế được cái kho nữa nè. Chế luôn đi. Builder chế luôn. Tiếp theo là cái gắp bên hốc này. Được cái thành tựu là gắp cái builder. Nhấn là Shift G. Bây giờ cái dù lượng này em whip gắn cái này xuống số 7. Mày chết rồi à, cầm lên được, cầm lên được. Nhấn E cất mấy cái này vô. Đuốc thì nhiều quá cũng không cần, cầm cây nữa đủ rồi. Bây giờ có cái cung với cái này. Còn cái thịt đùi sống để đưa nướng luôn. Số 6. Ủa cái bê tồn mà mình hình như đủ luôn mà. Bê tồn đây nè. Bốn bốn mì tồn, 7 cái cuộn dây, 10 cái con mắt. Con mắt đây. Cuộn dây thì mình chế từ cái gì ra ta? Lấy mấy cái này ra để mình chế thêm cái bộ đồ nữa. Nhấn nút vô cái bàn này. Cửa sổ à? Chế cửa sổ luôn. Thiếu cuộn dây, thì stretching, fiber, không đủ rồi, không đủ. Bốn cái à, thiếu khoảng là 6 cái fiber nữa. Mấy cái dễ dễ như fiber đồ mà phải đi kiếm thì thấy khổ không? Không cách nào kiếm fiber nhanh hơn ta? Như chặt cái cây nhỏ nhỏ này được không? Nó ra gỗ mà không ra miếng fiber luôn á. Nè nè nè. Đây một cái nữa. 3 fiber luôn. Ờ cái đó được. Khu này đi đâu vậy? Một cái vùng mà rất là tối tăm luôn. Chỗ này thì nãy mình đi ra. Có cái gì xanh xanh đó kìa. Ý, nhà phải không?
Rồi tí nữa mình xuống cái gì đây? Chiến tranh. Rồi. Không lấy được cái gì nữa hả? Nè lấy được nè. Được hai miếng da, da thì không cần. Gương. Lại là mũi tên. Mũi tên level 2 nữa nha, tới 6 đam á. Đi. Dù lượng khủng quá vậy. Nè cây này có fiber nhiều nè. Rồi đủ rồi. Tí nữa về nhà gấp. Hết fiber rồi hả ta. Dù lượng này cùi quá. Chết rồi sói. Chón nào. Vô đây bạn. Quá mạnh mẽ đây. Cả tôi cũng thấy bất ngờ về cái sức mạnh của mình đó. Cái này cảm giác là cái méo vậy đó. Cái này nè. Nó là phim ton là dạng như mỏ đồng. Các thể lực nó cũng có khá nhiều nha. Khốn nạn, khó đi lên quá. Nào thiết kế cái mỏ mà nó nằm mọc ở phía trên vậy nè trời. Hết thể lực rồi. Nhấn T sắp xếp lại. Cuộn chỉ thì mình gấp hai cuộn nữa. Gấp hết đi. Lấy thêm miếng này về. Rồi được rồi. Nhà mình kìa. Để bữa nó góp khủng khiếp luôn á anh em ơi. Game này công nhận nó nặng. Chưa được tối ưu hoàn chỉnh nữa. Rồi, mình đang thoải mái được vài năm. Thì bây giờ xây cái gì nữa đây? Hồi nãy là có cái cửa sổ nào. Xây cái cửa sổ. Số 6. Đặt chưa đây? Đặt lên cái nữa. Lên cái nữa. Cửa này đổi thành cửa liền. Còn cái cửa này đổi thành cửa sổ. Là mình gần 1, 2, 3. Hai cửa sổ nữa. Số mình là led số 8 up thì mua cái đi thì mua cái này luôn xong rồi đặt lại cái số 3 xây cái này cái số 2 xây cái này. Ủa vì là cái cửa này nó lệch. Thiếu gỗ rồi. Chặt cái bự này thì nó nhiều gỗ hơn không ta? Cái cây to vãi luôn. À cái này cái gốc à. Không phải cây đâu. Mình xây cái đường ra bên đây luôn đi chứ. Coi như nhà hai cửa đi. Rồi nhà hai cửa đi. Xây thêm một tí lóc gỗ nữa. Lóc gỗ. Đây.
Gấp binh hốc chế được nè, chế luôn. Chế được cái gấp binh hốc, ok. Cái này chưa có nhiều hết. Cái bàn này có rồi. Cái lò này có rồi luôn. 2, 5, 6, 7, phải 7 điểm thoải mái với ta. Nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3. Ủa? À. 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 Giường gỗ, còn cái này giường gôm. Chơi cái này luôn. Cửa, thêm vài cái cửa nữa. Chưa chế được quần áo nữa ta, hết cuộn chỉ rồi. 2 với 5, không phải cái này. 2 với 3 là 5, 5x 3 15. 15 cái cuộn chỉ nữa. Thiếu. Thiếu 12 cái. Bây giờ xây tiếp cái này đi. Rồi mình đổi thôi. Up. Cái nền số 1. Không, 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 xây dưới đó hồi nãy không đủ. Xây cái cửa lệch ra ngô thì nó không rộng rãi cho lắm. Nó rộng rãi hơn nhưng mà nó không có thẩm mỹ. Rồi. Nhà cao cửa rộng rồi đó. Giờ xây cái giường. Cái giường nãy xây rồi. Cửa sổ. Cái bàn này. Cái giường này, cái gấp bên hốc em quyết mạnh số 6, ok đẹp. Số 4, giường thì ngủ bây giờ quay mặt ra cái hướng cửa, ok chưa. Rồi số 5, thêm cái bàn làm việc nhỏ đầu giường. Hồi nãy mình chưa chế mấy cây nến đó. Nè cái nến nào, không có quắc cộng hai mà thoải mái nữa. Cái quắc này hình như mình có mà nè. Chế một cái luôn. Shift R cất vào đây. Bên này R xếp lại. Vải thì chia đôi ra. Hồi nãy là cái kia nhiêu ta? 6 không? Này, để đây. Nho để dưới này. Nho quá rồi. Quá nhiều nho thì cất luôn. Quắc này cất luôn. Cái nến. Kiếm. Phinton chưa biết nó là cái gì. Cất nó vô đây. Fiber, kiếm fiber để gấp bộ đồ cho nó hoàn chỉnh nè. Chứ mình khá là mỏng. Số 6. Đó, đẹp chưa? Chỗ này thiếu cái cửa thôi. Chúng ta đi ngủ đã. Không đủ độ ấm. Cái gì ấy thiệt game này. Rồi chưa có cái trần nhà. Cái trần nhà thì
chế thêm mấy chục cái lốc gỗ nữa mới được. Gỗ mình ở đâu ta? Cái này của ông không? Không 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 luôn. Gỗ mình đây, chế thêm mấy cái lốc gỗ nữa. Cái này là cái quái gì? Ồ, gỗ này gỗ xịn hơn nha, nó rất là phẳng nè. Còn gỗ này thì gỗ có dầu. Này là đá này, cái này là phin ton nè, hơi bị xịn luôn á. Cái này cái máy. Rồi, không có tiền. Không có tiền để đua đòi mấy cái thứ xa xỉ đó. Tháp số 7. Một tầng thì nó hơi chật không ta? Tôi nghĩ một tầng nó hơi chật thiệt á. Sao nó lơ lửng như thế này? Nó không khích lại là sao ta? Kệ, không khích kệ tiếng nó đi. Miễn sao mình có cái trần nhà là được. Ok, bây giờ lên một cái miếng sao kỳ kỳ vậy? Không, như thế này thì cái cầu thang nó đâu có lên được đâu. Thôi, bỏ. Cứ xây cái tầng thứ hai bình thường đi. Thành ra lép cuộn xuống số 2. Hết gỗ rồi anh em ơi. Thôi đi thêm tí gỗ nữa. Cái gấp bình hóc nãy mình chế rồi thì ủa, cái gấp bình hóc ở đâu ta? Thì nó bên cái bàn workbench đó. Nó chỉ gì lên chữ workshop bên gấp bình hóc bình phim để ngứa mắt quá. E. Tí nữa trời sáng thì tôi sẽ đi khám phá cái vùng ở dưới. Đi qua bên cái chỗ nhiệm vụ kia. Nhiều gỗ đầy đủ chưa? Tám. Internet số 8. Tám. Ok, bây giờ tới cái trần. Trần là số 7. Ủa? Hai cái này nó lệch rồi. Người có mấy thằng đó đó kìa, đang nghiên cứu xem sao.
Số 7. Rồi, ok, ổn áp, đúng đẹp luôn. Trời sáng luôn rồi, đi ngủ gì nữa. Đó, thoải mái đều vào 11. Rồi, làm một giấc chúng ta được 16 phút. Bên này là cái nhân vật chúng ta còn thiếu mấy cái trang bị này. Tí nữa người sẽ cố gắng người gấp. Skill hả? Cái này là một đòn tấn công sẽ gây 10 lần đam phía sau ở quân địch. Kích hoạt nó thì cần phải ấn nắp. Đợi gần quân địch nhấn E. Ồ. Assassin là bôi cái nhánh sát thủ nè. Cái này xạ thủ. Cái này là quái phú. Sinh tồn. Mấy cái này là nhánh đỏ chứ nhánh tấn công rồi. Này may pháp sư cái này tăng được thêm cái thời gian 5 phút thoải mái quất luôn, điểm này khá là ngon. Bạn chỉ cần 3 giây thay vì 6 giây để hồi sinh một cái đồng đội của mình. Phít này tăng thêm 30% hiệu ứng Lumberjack thì 30% hiệu ứng bị gỗ. Tăng đam phía sau cái này tới 5 điểm lần nha. Cái này pha ghi nè, ngon. Tất cả dụng cụ độ bền giảm đi. Độ mà hư hụt nó, độ bền tăng lên 50%, cái này ngon nè. Tí nữa lấy điểm pha ghi này rồi lấy cái điểm này. Bây giờ ăn tí đồ ăn rồi đi, số 1 uống nước. Nướng miếng thịt. Số 6. Bây giờ cất cái gì vô bây giờ? Cất gỗ vô. Cất vải vô luôn. Cất đá vô chưa được. Bên đây mới có đá nè. Gỗ với đá để chung nhà đi. Game này nó không bằng con fan world là đồ trong mấy cái kho của mình á. Tốt nhất là nó nên gấp đồ thì nó nên lên luôn. Rồi, bây giờ chúng ta đi cái nhiệm vụ chính tiếp. Bây giờ đã có cái gấp binh hốc nên chúng ta có thể đi qua sông được rồi đó. Đồ ăn không bao giờ là thiếu. Không bao giờ là đủ chứ. Nhầm. Ê ê ê. Té xuống đi vậy. Ngủ đạn đó. Ăn miếng thịt vô cho nó lên stamina. Số 2. Số 4. Thịt sói nó cộng rất là nhiều nha. Anh em nhìn thấy chưa? Cái gì nó có cái gì ở đây vậy trời, lụm được cái mũi tên người ta bắn ra luôn, ngon nghe đó. Cái gáp bình hốc là tác dụng cho mình đi vậy đó, không có gì ở đây cả. Nữa đó có một cái gáp bình hốc nữa kìa, này cái gỗ hả, đúng là chỉ có gỗ thôi. Một cuộn dây, coi như ba fiber thì cũng được. Một tí sắt, hai cái lựu đạn. Nghệ, anh em thấy nghệ thật chưa? Mấy cái bẫy à, phá được không? Được luôn, tốt nhất là phá hết đi. Mấy cái này có khi ra sắt nè, mà sắt tôi nghĩ thì chút nữa nó sẽ nhiều lắm. Cái gì cái gì?
Rồi level 1. Cầm cây nỏ cho chà bá vô. Trăm tám ba mét hả? Đi thẳng lên quẹo trái. Ba cái đó thì mới được. Quần áo cũng chưa đủ nữa hả ta? Vải nhưng mà dây. Cái mà cơ bản vậy mà lại thiếu nhiều. Có cái gì level 1 hả bạn? Có cái gì đó. Kìa, nó cũng bự lắm nha. Chuyển đâu anh em, chuyển thử không? Con này thì con muỗi rồi. Chả ra cái gì luôn. Ở ghế nhựa nè. Ngon. Chứ chẳng được. Rồi đó. Cây đỏ là ghế nhựa nha. Nên nhớ chưa. Ủa có ga méo đâu. Nên là chỉ những cây nhỏ nhỏ như này nó mới ra. Nào thử lại. Đó, những cây nhỏ nhỏ nó mới có nhựa. Rồi ok. Ký hành trình. Nhiều dữ quá, biến độc lắm. Hồi nãy là mình không có miếng thịt nào luôn á, giết con sói. Với sói không có thêm miếng thịt nào mới. Nho. Cái bút đồ ăn của mình nó sắp hết rồi. Cái gương rồi phải không? À không, cái hàng rào. Gấp tinh. Gấp cái này nhiều vô. Bây giờ mình thiếu hai cái này thì chỉ cần là phải cái miếng vải nữa. Vải thì giết người. Con gì giống con thỏ quá vậy? Một hit chết luôn rồi. Có thịt. Thịt này không có xịn bằng thịt sói. Bây giờ vô cái quét đã. Đi lang thang nhiều quá. Game thế giới mở mà anh em đâu có vội nhiệm vụ đâu. Cái khu này hoang tàn đổ nát lắm nha. Cái bụi cây thì có thể ẩn nấp. Mình bị ong cắn rồi chứ. Trời solo luôn. Dạ đau. Nó đánh đúng thấm luôn nha. Đau dữ thiệt. Thôi gấp gấp gấp. Cái này gì là cái gì? Giống cái thùng thuốc nổ hay gì á. Hồi demo tôi có ăn hành cái này một lần rồi. Đó.
Đây là một trong những cái đền thờ giống cái đền thờ đầu tiên mà chúng ta đi ra nè. Kìa. Chí bạn một đam. Múa à? Múa à? Mày múa à? Chọn. Cái lá thư. Rồi, cái gì đó dài quá tôi không hiểu gì hết. Đi vô đây đánh thức này vậy. Bờ máu cái đi, biết đâu nó bên mình rồi sao. Thấy ghê ghê sao á. Ủa? Nhận được cái bản vẽ là cây gậy summon gì đó. Học được cái nguyên liệu mới. Nước hả? Người đánh mỗi tay chả thấy dùng gì. Về thôi. Mình khi mà mình cần nghỉ ngơi á, có thể phát cho bờ bằng cách nhấn nút M. Rồi ok. Trời đỡ phải chạy. Khỏe vãi ra. Một cái thất bại khác. Cái bình này nó đã bị vỡ rồi. Con này phải chỉ có cơ chế leo trèo giống con Vanquish hay là Genshin đồ á. Vậy là nguyên cái khu này không còn cái gì nữa hả? Ok chết, có một cái nhiệm vụ gì á đằng đẵng nha, đi lại đẵng coi thử luôn thôi. Dễ không? Đây con sói, ba con sói. Chọn. Ừ, đúng chỗ này rồi, dạng như cái băng cướp vậy anh em ơi. Nhắm chơi lợi không? Mình còn chưa có bộ trang bị quần áo gì hết á. Chút xíu à. Mới có hai vải à. Hai vải thì mình chả gấp được nữa. Bốn vải, cái ba vải là bảy vải mới được. Nè. Thì nó level 3 rồi. Một thằng. Dạ đến đâu dữ vậy. Em nhìn nó đỡ đòn kìa. Khiếp. Kiểu này là không đem đủ máu này. Có cái gương. Cái cung xịn. Ok bê ngon. Cái cung. Cung này 10 đam. Cung này 8 đam. Nó cũng không xịn hơn nhiều. Cây lưỡi hái 11 hả? 11 nhưng mà nó siêng nhiều hơn. Tôi nghĩ chắc ngay con hơn cây cũ của mình đó. Hãy tưởng tượng cái điều này. Cái điều này là tôi sẽ ít kép qua. Game này chiến đấu mà level 3 mà nó cũ hành mình. Ủa? À, ta yêu đơn.
Nhiệm vụ của mình là khám phá cái khu này. Mũi tên gia hạn bằng thép cũng được. Hình như không phải khu này anh em ơi, tôi nhầm rồi, nó nằm ở kế bên cơ. Nằm cặp dách bên mình. Lấy tí nhựa cây đã. Súng khí hả? Nó dạng như cái hầm mỏ vậy đó. Nó cái mỏ của này, nó dùng phích A để đi đào đó. Còn cái này là gì? Cái ghê không, nhìn nó tẩm tẩm sao á. Không có lúc vít đã. Không có lốc phích thì mình chế được không? Đây chế được luôn. Trời, hai chiếc lựu đạn. Nên chế thêm cái lốc phích không? Không, khi nào cần thì mình chế cho. Ủa, mũi tên mình sao còn có 5 mũi à? Cái này 6 đam mà. Nhiệm vụ này hướng dẫn nhiều đây thôi đó, một cái mỏ nhỏ. Cái này nó có cái đường vô gì nè? À không, nãy mình đi nhiệm vụ vô trong đó, đúng rồi. Trong này còn cái nhiệm vụ nữa. Lỡ rồi, đi luôn. Xong rồi về. Trời, phải thôi, phí phí quá. Góp FPS kìa anh em ơi. Trái vào, đi thẳng theo con đường luôn. Bên dưới là súng khí không à.
méo ổn cho lắm. Hy vọng là cái nhiệm vụ của mình nó nằm ở trên. Một nắm một nước rồi, anh ta lép. Số 1 uống nước vô. Số 2 ăn thịt vô. Rồi ăn tiếp, số 4 ăn nấm vô. Ok, cắn vui bút. Cuồng này level 3. Được 2 miếng da. Lấy miếng gì xin. Ghi xin là cái nhựa cây á, thường mình chỉ làm chất đốt thôi. Thấy ghê quá vậy. Cái đuốc của mình đâu rồi? Ý, nó tổm. Ấy. Nếu ổn anh em ơi. Ấy. Trời ơi. Bà nó chết giật cái mình. Sắp full ba lô rồi, mình dục bớt cái gì bây giờ? Nướng thịt, nướng thịt. Nướng thịt đi combat mà đem cái búa này theo làm gì không biết nữa. Cái campfire mới gấp đâu ta? À, đây nè, đây nè. Game này nó ghê ghê sao á. Nhìn sợ vãi đó. Số 2 là không được, phải xài trong kia mới được. Cái này dục ra ngoài dục sao? Delete luôn chứ không có dục ra ngoài á. Ủa cục đá equip mình là sao? Đá liên quan méo giờ mà mình đem whip. Phúc luôn. Cung này chắc không xài tới nữa. Cung đi. Bây giờ đốt lựu đạn bắt ghét sắp hết, bắt ghét rồi. Gấp tinh bánh ghép 3 miếng vải thì gấp cái đôi giày trước. Nhân vật bách bách cái đôi giày đều vô. Tê
này khá quan trọng nè, nên không có bỏ được. Rồi, tiếp tục cuộc hành trình chúng ta. Sở với Liêu. Ơi ơi. Ý, rồi nó đốt đèn cho mình. À. Dính độc ra quá. Bên kia có cái lăng mộ, nhưng mà tí nữa tôi sẽ đi một vòng rồi qua. Vậy là chỉ đi một vòng thôi. Ý, đừng có gà cái gì á. Dạ, cái gì là quýt game luôn đó. 212 cái khối lóc xương gì đó, khi gớm. Đủ đạn đó. Anh cho cái gì méo cho, anh đi cho một đống xương. Trời ơi. Nhiệm vụ hoàn thành. Cái gì? Ủa có cái gì này đâu. Khoan khoan khoan, nó làm sao à, nó có hình cái cửa luôn. Nó có hình cái cửa luôn hả? Ơi 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 ơi. Ai. Tí ngon nào. Có cái cửa nào ở đây nữa không? Hết rồi. Tự nhiên ở đây có cái cửa bí ẩn gì thôi. Đi 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 ra, đi ra, đi về. Dọn sạch cái ảnh hưởng của cái sườn giao gì đó, lời nguyền gì đó. Ta về nhà thôi. Ủa không phải, nhà ở đây. Game cũng cuốn phết đó ha. Có điều mà nó ghê ghê làm sao á. Ôi nhát mấy game kinh dị lắm. Cái này x8 à. Vậy cái này là xài là nó mất luôn.
Ừ, uổng lắm, phí lắm. Này cộng 2 linh hồn 10 phút. Hồi 15 stamina 7 đồng tiền. Mấy cây này chắc vừa dục hết. Bây giờ lấy quần áo ra. Cái gương này nó nhỏ quá. Chế thêm cái áo nữa. Captain. Đó giờ mới có tí đồ lên người. Khổ. Mà cái đồ hư này hồi nãy sao nó tự sửa được ta? Chưa có cái này nữa. 5 ghi xin, 5 nấm đỏ, 5 xương, 5 hạt này, 5 một con mắt, 5 miếng da. Ok nha. Tôi quên giờ này. 5 ghi xin. Đùm đốm. Gác, gác. Ghi xin 5 cái hạt này. Nấm đỏ, nấm đỏ đâu ra trời. À nấm đỏ là mấy cái này. 5 nấm đỏ. Cái hạt này. Nấm đỏ mình lỡ nướng sạch ở trên này thiệt. Năm nấm đỏ là 5 xương nè. Cái fan này thì chưa có. Chỉ có cái fan đó. Chứ đó kiếm đâu ra ta? Nướng táp là để triệu hồi này ra đó hả? Nè để của mình nè. Nói chuyện và chế tạo. Gấp. Kỳ sụp yêu cầu là cái lò rèn là phải có những cái thứ này. Ok. Than. Ông này là dạng như NPC để mình đem về xong chế nữa. 17 đam cái diều bằng sắt, 4 sắt, một cái gỗ đã được, cái này được. Cái này khó hơn. Lúc phích ông này ông chế thì chứ tốn có một cái à. Cây gậy một tay 17 đam. Cây búa này 17 đam. Cái giáp này tôm loa animal blue được. 7 thủ hả? 26 thủ được luôn. Mấy cái này thì đúng là đầu game thiệt. Cái đồ gàn thì mình chưa có. Cái này nâng cấp trang bị hả? Tất cả các giáp trong cái ba lô mình sẽ hiển thị ở đây. Bên đây là tài nguyên, những cái chỉ số 8 đồng tiền thì mình cộng được hai cái cool vô. Nhưng mà tôi chưa biết cái vũ khí nào nó ngon để mình cộng nữa. Thôi, sau này vũ khí mà có nguyên tố ở cái cung này được nè. 12 thì cộng 2 đâm lửa, vô nghĩa. T. Trong bạn rất là yếu đuối đó. Họ gọi bạn là những người sinh ra từ đống lửa à. Đầu tiên thì luôn luôn cần cái vũ khí, chút may mắn. Khi đã đánh thức tôi đầu tiên. Vẫn giáp một cái cây phai lúc này đi. Green file. Nơi đây thì toàn là những cái tàn tro, là những cái đống lửa thôi đứa trẻ à. Hey!
Để trong này ổng thoải mái lên 11 luôn. Đó, thoải mái chưa? Yeah, animal full. Lên được cái đồ da. Thành con đây. Animal. Đầy đủ rồi, gấp đồ em anh ơi. Ủa? Sắt, 2 sắt, 4 sắt, 5 sắt. 5 sắt. Cái nón nữa, cái nón nhiều. Cái nón thì không có sắt. Sắt quan trọng gì, nãy biết gì kiếm thêm rồi. Sắt tới 20 lần. Thoải mái. Lên nguyên bộ gear mới luôn. Gặp luôn. Đi kiếm. Cổ đinh. Đinh thì kiếm đâu ra ta? Đúc phích làm cái đi. Đinh đây. Cái đinh nữa. Bốn gỗ. Vũ khí nó 17 đam. Mấy cái này 11 đam không à. Bốn gỗ. Ủa gỗ bên này. Bị co à? Bị co này không có ý nghĩa. Cái bàn này mình gấp được gì mới không? Cái này thì to hơn tí nhưng mà 6 cái mảnh gỗ là này nó có cộng dồn nữa không ta? Thử cái hả? Ủa? Bây giờ mình đang là 11 thoải mái nè. Bây giờ gáp thêm là cái này lên tường. Hy vọng là nó có thêm. Vẫn là 11 thôi, nên nó không có cộng dồn. Không có cộng dồn. Đeo đồ mới vô, đeo đồ mới vô. Mấy cái này cúp hết. Cúp luôn. Cúp hết. Được chơi bánh bao chưa? Này cái gì đây? Thiếu cái fan này. Chưa biết cái đó lấy ở đâu. Full set này anh ơi. Bây giờ 30 đá và 10 than. Muốn có than thì phải có 20 đá nữa là 50 đá nha. Tôi đi làm xong cái đó thì tôi nghỉ. Năm chục đá rồi tranh thủ nhặt năm cái nấm đỏ luôn. Này đào được luôn phải không ta? Này đào cái đất không à? Ê, trời mấy cái lát đào mấy cục này đi cho nó lạnh. Uống miếng nước. Ăn trái nho. Ăn miếng nấm.
Tufa là cái méo gì? Đủ 50 đá chưa? 55 rồi, ngon rồi. Trời, nó sáng lửa lên đỏ thấy ghê không? Chắc là bảo vệ mấy mình khỏi mấy con quái vật á. Đây, T-win này mình cũng nhiều lắm, lấy ra luôn. Gò lại. Đụng đốm thì mới có ba con à. Cái đất cát này thì gom chung vô đi. Bên này là mấy cái đồ cùi. Đồ cùi thì tôi sẽ bỏ bên đây. Xương đem ra luôn. Đồ cùi với thuốc nha. Đồ cùi thuốc men thì bỏ cái tủ bệnh. Đồ cùi nè. Cùi luôn nè. Cùi luôn nè. Liên to đi quặng hả? Ba cái hàng tiêu dùng bỏ bánh đi. T G này bỏ vô luôn. 212 cái màu tím 4 sao luôn á. Linton gỗ đá. Cái này mình mới chế mà phải không? T cất cái gì vô nữa bây giờ? Gishin bây giờ thì cũng tương đối dễ kiếm rồi, bỏ đây luôn. Chế em cái lò rèn trước. Ủa, lấy đá ra quên nữa. Rồi, 10 than thì chế tiếp. Now get out với ông đuổi mình đi rồi. Cái item trong ba lô vào bên này. Xử lý 5 phút. Bạn có thể xử lý cái này. Lăm than, nó cần là 17 gỗ với 3 đất. Mười bảy x 3 là 51. Mình đi lấy thêm 3 gỗ nữa. Còn đất bẩn thì nhiều lắm. Đất đây. Khoan, x3 lên vậy là 9 đất phải không? Thôi ba cái đất này dục hết vô trống vừa rồi để suy nghĩ làm khỉ gì cũng biết. Năm phút hả trời? Chọn nguyên liệu chạy lại từ đâu? Ghép đồ này hơi bị lâu nha. Ủa, ghi xin ở đây có luôn nè. Kìa, nó rụng hai ghi xin luôn. Đá. Ủa, cái đó đâu phải đá, cái lỗ nãy mình đục. Đó, bây giờ lên cái xếp tiều phun nè, thấy ngon nghẻ hơn chưa? Thử cái chì mới của anh. Game này farm tài nguyên nó khổ quá anh em ơi. Đúng cực luôn á.
Lâu dữ thiệt. Mười thang, 12 gỗ nữa. Ủa quên. Sao nãy không gấp cây này? Thôi cái vũ khí cùng á thì nó dễ gây chón hơn nhiều. Không cần đổi đâu. Ê, sắp xếp lại. Mình đi lấy 12 gỗ nữa. Nhất kích tất sát. Đâm đầu vào tường. Chờ 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 cho mấy con ông này. Chặt luôn cái cây của mày. Hai gỗ chưa? Mình thám gỗ rồi đồ quá. Nãy bui cái lò đó bên đây thì ngon hơn. Sừng rau quật 8 phít a metan nữa nghe, 8 với 4 12 vừa đủ luôn rồi đó, xài cái là hết metal luôn á. Rồi cái này còn hai à? À không, mỗi lần cái là vừa đủ luôn, không có phí cái nào hết. Cái cùi bắp này cút luôn, bây giờ chúng ta lên đồ mới hết này. Đây, cái một, cái hai. Cái này cút luôn đi. Kiếm bọng gì đi hết. Đây, 15 than. Có than rồi, cụ ơi. Chứ cái lò gàn nữa. Chết rồi, hết sắt rồi. Chúng ta hết sắt rồi thì thôi, biết sao giờ. Phải xây một cái mà kho bự bự lên nữa mới được. Chinh chờ chinh thì
mình gấp thêm một mớ nữa cũng được. 71 fiber nè. B gấp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gấp hết luôn đi. Ủa sao nhiều quá vậy? Nó cũng vậy à. Hết sắt rồi, ngày mai thì tôi đi kiếm sắt nữa thì tính sau, coi như hôm nay chơi đến đây thôi. Nướng xong 3 miếng thịt rồi nghỉ. Game này trông cũng thú vị phết đó nha. Ủa sao cái nến này nó bay gì nè? Kìa, bây giờ là bỏ cái nắp bên đó gì mới đúng người ta nè, nến gì mà bay lơ lửng. Rồi đóng cửa lại đi ngủ thôi. Ok bye bye anh em. Sếp game sếp ở đâu, không có sếp thì chắc nó tự sếp thôi.